Sắp đến rồi. Làm phiền anh đánh giá 5 sao. Cứu mạng. Phố Giang Thái, 5 năm trước. Vụ án nghi phạm lần trước đã hot trên mạng rồi. Bây giờ làm sao? Các cậu cho tôi một lời giải thích. Thiệu Cục, Thiệu Cục, đây là do bộ phận tôi tắc trách. Chúng tôi đã làm bản kiểm điểm rồi, đồng ý chịu sự xử lý của cấp trên. Lương Kiến Nghiệp, cậu tưởng cậu đứng đây chịu lỗi thì mọi chuyện này được bỏ qua sao? Tôi nói thật cho anh biết, chuyện này đã kinh động đến tỉnh trên. Cậu là người trực tiếp phụ trách án này, đương nhiên không thoát được trách nhiệm. Không ai nói gì à? Không ai nói gì. Tôi tuyên bố quyết định của cấp trên. Trần Mặc, tổ trưởng tổ 1, lập tức thành lập đội chuyên án. Bắt đầu từ ngày mai, đình chỉ ở nhà, đợi tổ chức tiến hành xử lý. Thiệu Cục, năng lực của Mặc anh biết mà. Đây có nặng lắm không? Lão Lương, tôi từng tranh đấu qua. Vì anh. Cậu đề xuất trước, một phần bị ốm đi. Tan hợp. Tin tức hiện nay, tôi là người dân ở khu vực công trình đang được cải tạo, khởi động toàn diện. Phóng viên từ căn phòng nguy hiểm lãnh đạo tổ. Đơn vị giám sát công trình đã tiến hành đo lương mới với 208 tầng lầu của toàn tỉnh. Công tác khẩu hiệu của 21 đoạn đã kết thúc thuận lợi. Bước vào giai đoạn thi công toàn diện, chủ yếu là phía thi công, công ty trách nhiệm hữu hạn Vô Nguyên Hằng. Người phụ trách hứa sẽ áp dụng thỏa đáng vị trí phương án, tiếp nhận giám sát an toàn và chất lượng. Vì cống hiến cải thiện điều kiện chỗ ở cho dân cư, mở rộng không gian, phát triển thành thị. Gần đây có truyền thông tài chính đã nói, công ty mẹ của kiến trúc Hằng Lực, tập đoàn Thiên Nguyên, Lại Nhất, đã từ chức phó giám đốc. Tập đoàn Thiên Nguyên Tắc Xưng đang tích cực tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức. Tuyên bố rõ đây là doanh nghiệp nổi tiếng nhất vùng, quyết tâm toàn lực tiến quân vào hạng mục bất động sản. Tiểu Quy, Tiểu Quy, có tôi. Bắt đầu chỉ đường. Ok. Đi theo hắn. Đi qua tiểu khu của hắn.
Xin chào. Vừa nãy có một người cao tầm như này mặc áo ngoài màu xám không? Không thấy, không chú ý. Không được động. Đang tìm tôi à? Đau, đau, đau. Cậu còn đùa như thật với tôi. Đi đi, đi ăn cơm. Đi thôi. Làm gì thế? Cho dù thế nào, phải ăn bữa cơm mới có sức làm. Đi đi, xe tôi gỡ bên kia. Đi bên này. Nào, ăn đi cho nóng. Gần đây thế nào? Không phải cậu nhìn thấy rồi sao? Chính là thế này. Tôi nói cậu làm cho hẳn hoi. Không sống được bao lâu nữa. Chưa lên tinh thần. Điều phối nền tảng thấp. Tôi nói mà. Cái tính xấu của cậu thay đổi đi. Cậu đánh giá năm sao cho người khác nhiều hơn đi. Thì bè cánh sẽ nhiều hơn. Làm phiền anh cho xin năm sao. Khó sao? Tôi luyện rồi. Làm phiền anh đánh giá 5 sao cho tôi. Hiệu quả không tốt. Việc của đội trưởng Lương, anh em trong đội vẫn để trong lòng. Ai cũng không muốn nhìn thấy đội trưởng Lương nghỉ hưu, còn bị miễn chức. Cậu một mình ở bên ngoài chăm sóc bản thân cho tốt. Trong đội còn có chúng tôi. Việc của sư phụ là trách nhiệm của tôi. Tôi phải chứng minh cho mấy. Hắn ở gần đây. Bảo người của cậu bắt đầu gọi xe. Biển số xe 0508. Dân, mau chóng tìm biển số xe 0508. Tôi giành được rồi. Giành được rồi. Ok, đi. Đưa xe 3211 đến khách sạn Phú Lệ. Mời anh thắt dây an toàn. Đi theo. Anh em, ở đâu? Tôi vừa mới ở chợ đêm nhặt được một cô gái. Không tồi đâu. Cậu mau lên. Bây giờ tôi đến khách sạn Phúc Lệ. Chúng ta cùng chơi cô ta. Tiên sinh, anh quen cô ấy không? Lo chuyện bao đồng làm gì? Mà lái xe đi. Đến nơi tôi cho anh thêm 200 tệ. Tôi không sao. Ông chủ, vất vả rồi. Bước tiếp theo thế nào? Tố cáo hắn. Đá đậu bát cơm của hắn. Vâng.
Xin chào, vì anh bị tố cáo đánh khách hàng. Bản đánh giá đã hủy bỏ giấy chứng nhận tài xế của anh và bảo lưu quyền bồi thường tố cáo. Vì vậy tạm thời tiền của anh đã hết. Tôi gọi điện cho cấp trên giải thích rồi. Tôi vì bảo vệ vị khách nữ kia mới ra tay. Xin lỗi, vì anh không thể cung cấp thông tin thân phận của cô gái kia, nên chúng tôi không có chứng cứ gì để chứng minh lệnh nói. Các cô có thể tìm người đàn ông kia mà. Xin lỗi, chúng tôi không thể để thông tin khách hàng lộ cho anh biết. Đề nghị anh báo cảnh sát. Tôi chính là... Bỏ đi không sao. Mời anh đánh giá hài lòng cho sự phục vụ này. Mời ấn số 1. Đến đây. Mặt đến rồi à? Sư phụ của cháu đâu? Chân tay vẫn không được linh hoạt. Có điều nói chuyện rõ hơn trước rồi. Mua ít thức ăn. Cháu vào thăm sư phụ. Sư phụ. Mặt, ngồi đi. Ngồi đi. Thế nào rồi? Thầy đỡ nhiều rồi. Cho thầy xem cái này. Hôm qua có người để ba tấm ảnh này đằng sau xe cháu. Dẫu hắn xuống chính là tiểu khu của nhà Tôn Tinh. Ta nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Mặt, cháu nhìn chú bây giờ đã ra nông nỗi này rồi. Chịu rồi. Cháu cũng không cần giúp thầy cái gì nữa đâu. Mau đến tìm Thiệu Cục, viết một bản kiểm điểm đi. Sư phụ, khi cháu đội cảnh sát, thầy từng dạy cháu. Bây giờ cháu phải... Mặt, đừng cứng như vậy. Sư phụ già rồi. Sư phụ, thầy phải chăm sóc sức khỏe cho tốt. Cháu đi trước đây. Nhớ lời thầy nói. Mặt, cậu xem cậu là người thông minh. Xem ra cậu mua này. Người đâu rồi? Mặt, từ hôm nay trở đi, cháu chính là cảnh sát hình sự. Sư phụ tặng cháu một câu: làm người của chúng tôi, không được phạm sai lầm. Mỗi lần chúng ta phạm lỗi đều ảnh hưởng tới một tính mạng. Vì vậy, khi cháu càng tiếp cận gần chân tướng, càng cần dừng lại suy xét. Rõ. Mẹt này của cậu bảo dưỡng tốt đấy. Tiền này cậu đếm đi. Đi đây. Ok.
Đến rồi. Trần đội chi đội Giang Thái đến điều tra việc pháp trực tiếp. Tôi cảm thấy ở đây có vấn đề lớn. Tên tiểu tử này sớm đã bị chi đội hình sự sa thải rồi, căn bản không có tư cách làm án, còn hợp tác điều tra. Hai người các cậu mau lấy tư liệu của hắn qua đây. Mau đi đi. Mau lên, mau lên. Tìm đội gần đi. Thạch đâu? Lung Tiêu, Hoàng Đầu đang tìm Trần Mặc. Nói cậu ấy bây giờ không có tư cách xử lý vụ án. Chuyện gì thế? Em để Trần Mặc đừng về trước. Anh đi nghe ngóng một chút. Được rồi, em biết rồi. Mặc ca. Phòng thẩm vấn ở đâu? Không phải bảo cậu đừng về rồi sao? Em không ngăn được. Mau lên, mau lên. Anh Mặc, bỏ đi. Đâu? Trần Mặc đến rồi. Người đâu? Ở phòng thẩm vấn, còn khóa bản thân lại. Cậu là ai? Trần Mặc. Giả giờ đi. Giả giờ tiếp đi. Tôi hỏi là cậu là người Giang Thái phái đến điều tra sao? Giang Thái căn bản không phái cậu qua đây điều tra. Bây giờ cậu đang trong thời gian đình chỉ, căn bản không thể tham gia nhiệm vụ. Việc này cậu không hiểu sao? Nói đi. Cậu đến Giang Hải mục đích chính là gì? Chuyện này tôi từng tranh qua rồi. Bây giờ cậu đánh một văn bản báo cáo nghị án đi. Phó đội, Tiểu Hồ, cậu ra ngoài đi. Cậu bây giờ diễn bộ nào? Chuyên ngành à? Còn tự khóa mình lại. Xin lỗi phó đội. Được rồi, không cần giải thích. Cậu là đồ đệ của lão Lương. Vụ án này cũng không nghĩ. Coi như cậu chưa từng lừa tôi. Nhưng cậu gây ra quả lớn thế nào cậu biết không? Sao lại giống sư phụ vậy? Không cần mạng khi làm án à? Đội chúng ta có kỷ luật.
Sao vậy? Cậu còn thấy ấm ức à? Ngẩng đầu lên. Tôi chắc cũng hiểu một chút. Cậu đến đây là gì, làm án cho Giang Thái đúng không? Nói đi, rốt cuộc là sao? Nửa năm trước. Mặc. Sư phụ, nói tình hình đi. Người báo án là cư dân gần đây. Buổi sáng đi thu lưới gặp được. Một cái tay bị chặt là mấy đoạn. Chắc là quan sát. Quan sát. Thêm vào việc mưa, người xung quanh xem cũng rất nhiều. Hiện trường bị phá hoại nghiêm trọng. Nghi phạm quan sát cũng không phải là người rành. Thăm dò gần đây vốn dĩ không nhiều. Tổng cộng 3 cái hỏng 1 cái. Cha đã phái người đi xem camera. Hiện trường vụ án phải đi lại nhiều. Đi, đi theo chú một vòng. Buổi sáng hôm nay ở ngoài ô phát hiện một cổ thi thể. Căn cứ theo giám định bước đầu, người bị hại tầm 18 tới 38 tuổi là nữ, nhóm máu B. Thời gian bị hại khoảng 1 tuần. Từ nhóm máu và dịch cắt xem ra, chắc là bị rìu sắt chặt đứt. Phân đoạn là sau khi bị hại, có khả năng phân xác tương đối lớn. Do trời mưa, hiện trường không lấy được vết tích của nghi phạm. Chúng tôi đã điều tra kỹ xung quanh, cũng không tìm được bộ phận khác của thi thể. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là điều tra thân phận của người bị hại. Hung thủ rõ ràng đã tàn nhẫn tiến hành xử lý. Không chỉ dùng axit mạnh làm hỏng vân tay, còn lột da tay của người bị hại. Chắc là tạo khó khăn cho việc chúng ta xác nhận thân phận của người bị hại. Tôi suy đoán, bộ vị này vốn dĩ có một nơi xử lý thi thể. Chúng ta có thể căn cứ vào những manh mối này, điều tra vài người mất tích gần đây. Trọng điểm là khu ăn chơi. Người điều tra Thịnh Hành. Hiện trường quan sát ở ngoài ô, người xe qua lại không nhiều. Chúng ta rút ra tư liệu ở camera hai bên đường, có thể từ video 24 tiếng trước bắt đầu điều tra. Đây là một vụ án độc ác. Lão lãnh đạo rất coi trọng, đốc thúc chúng ta mau chóng phá án, thành lập tổ chuyên án 413 do tôi phụ trách. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được hung thủ về quy án. Dân sở bắc quan báo cáo khu vực của bọn họ có một nơi chăm sóc sức khỏe, có hai người phụ nữ tuổi tác phù hợp, gần một tuần không đi làm. Qua đó xem trước đi. Ok. Vào đi. Đây là giám đốc của chúng tôi. Tôi là đội cảnh sát hình sự họ Trần. Trần cảnh quan, xin chào. Chỗ các anh có phải có hai nhân viên đã hơn 3 ngày nay không đi làm? Người không tìm thấy, sao không báo án? Đồng chí cảnh sát, công việc của chúng tôi bên này tính lưu động lớn. Nếu là người tỉnh ngoài, bọn họ nói không đến là không đến nữa, cũng không chào hỏi người khác. Thực sự không có suy nghĩ khác. Chỗ chúng tôi, anh quen hai người họ không? Cũng không thân quen lắm. Dù sao kỹ sư chỗ chúng tôi nhiều lắm, nhưng hai người này làm cũng lâu rồi, cũng coi như là hiểu. Trên tay bọn họ có sẹo không? Sẹo à? Trên tay Tố Tố hình như có một vết sẹo. Ở chỗ nào? Hình như chỗ này. Nhân viên này khi kiểm tra nhậm chức chắc là có hồ sơ. Tôi tìm cho các anh. Bọn họ còn vật phẩm cá nhân gì khác không? Cho chúng tôi xem. Được, các anh đi theo tôi. Đi theo tôi. Bên này. Ở đây. Người anh vừa nói chắc là Tố Tố nhỉ? Mấy đồ này hai người họ bao lâu không dùng? À, đúng là hơn 3 ngày. Hai người họ đều không đến để làm việc. Hình như cô ta không đến thay đồ. Là bị người khác gọi đi sao? Giám đốc, đây là đồ ông cần.
Anh xem đi. Tố Tố gọi là Từ Tố Tố, nhóm máu B. Còn người phụ nữ còn lại gọi là Quân Tử Nguyệt. Bình thường hai người họ quan hệ rất tốt, vì vậy chúng tôi cũng không coi là chuyện lớn. Anh xem, chính là người phụ nữ này. Người đàn ông này là bạn trai quấy à? Chắc vậy. Cái này tôi cũng không rõ, tôi có thể hỏi người khác, chắc là họ biết. Không vội, xem tủ của Quân Tử Nguyệt trước. Ok. Quân Tử Nguyệt trống rỗng. Đồ đâu? Hai người họ cùng nhau mất liên lạc sao? Tố Tố ngày đầu tiên không đi làm, Quân Tử Nguyệt ngày thứ hai vẫn tới công ty làm việc, đang làm thì không thấy quay lại. Được rồi, giám đốc, chúng tôi phải đem vật cá nhân của Tố Tố về đội. Ok, không vấn đề. Đưa tôi tới phòng giám sát đi. Đi theo tôi. Nào, mời. Chúng ta điều tra từ manh mối Tố Tố ngày cuối cùng đi làm. Ok. Chắc là ngày 21 tháng 4. Tạm dừng một chút. Camera này có ở bên ngoài không? Gần nữa được không? Phạm vi giám sát của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Quân Tử Nguyệt có không? Có. Giám đốc, chúng tôi phải điều tra tất cả tư liệu của Từ Tố Tố và Quân Tử Nguyệt trước khi mất tích một tuần. Quân Tử Nguyệt và bạn trai tôn tinh của Tố Tố có vài lần liên lạc, 2-3 ngày lại gặp mặt nhau. Vì vậy chúng tôi nghi ngờ hai người họ có tranh chấp tình cảm. Hơn nữa tôn tinh lại có tư liệu từng phạm tội bạo lực. Vì vậy tôi chủ yếu điều tra tôn tinh. Bây giờ nghĩ hướng đi này sai rồi. Là tôi liên lụy tới sư phụ. Suy nghĩ của cậu không sai. Sao lại liên lụy tới sư phụ chứ? Tôn tinh bị hại hoàn toàn là phán đoán sai lầm của tôi. Mặt đó là nhà tôn tinh. Cậu xem, hai máy giám sát của hai tiểu khu này, đêm ngày 8 tháng 10, ngày 11, bọn họ đều gặp mặt. Bọn họ ngày cuối cùng gặp mặt là ngày nào? Chính là ngày này. Nhưng tôn tinh từ sau ngày 12 không xuống lầu nữa. Có điều trước đó qua một cú điện thoại. Trong này chắc chắn có chuyện. Không dùng điện thoại liên lạc, WeChat cũng có thể liên lạc. Cậu nói xem hai người họ có gặp mặt nữa không? Sư phụ. Mặt, bây giờ là thế này, DNA còn chưa có kết quả. Có điều người bị hại Từ Tố Tố là không sai. Tôn Tinh và Quân Tử Nguyệt có hiềm nghi. Quân Tử Nguyệt bây giờ không rõ ở đâu. Tôn Tinh có thể xác nhận là ở nhà. Hai bọn họ thời gian gặp mặt và nói chuyện đều có quy luật nhất định. Em đề nghị có thể tới nhà Tôn Tinh bao giây. Tạm thời không kinh động đến hắn. Đợi sau khi Quân Tử Nguyệt xuất hiện thì bắt hai bọn họ cùng nhau về đội. Sư phụ. Sư phụ, cũng tốt. Thầy lập tức sắp người giám sát. Hai cậu tiếp tục điều tra quan hệ xã hội của Quân Tử Nguyệt. Buổi tối lại thay ca. Vâng. Điện thoại của Tôn Tinh. Chuyển phát nhanh, chuyển muộn còn cầu không bị đánh giá kém.
Mở cửa. Đội trưởng Lương, xin lại đích thân đến đây. Có hai bọn em còn không yên tâm mà. Sư phụ, sao thầy lại tới? Kết quả DNA có rồi. Miếng thi thể đó quả thực là của Từ Tố Tố. Bệnh phái giám định đã nói với em rồi. Sư phụ, em vẫn luôn nghĩ, lỡ như em suy nghĩ vụ án này quá đơn giản. Loại vụ án này chưa có nhiều kinh nghiệm, 80 phần đều là liên quan tới tình cảm. Đợi thêm đi, qua đêm nay Quân Tử Nguyệt không có động tĩnh gì thì đi bắt tung tin. Tôi nói hai cậu có phải quá căng thẳng không? Thả lỏng chút đi. Hay là tôi thay hai cậu canh một lúc. Vậy cảm ơn đội trưởng Lương, em đi vệ sinh trước. Sư phụ, sức khỏe của Lạc Lạc dạo này thế nào? Vẫn thế. Có thể tìm được tim thích hợp không thì phải xem số của nó. Sư phụ, thay tim phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Em không cần tiền, đến lúc đó thầy cứ nói. Thực sự già rồi, cứ lên xe là buồn bực. Thầy đi xuống hít thở không khí. Đi vệ sinh 40 phút. Mua đồ ăn mà phải xếp hàng. Nào ăn đi. Ăn đi. Chẳng ngon chút nào. Biết thế gọi đồ ăn ngoài. Chết rồi. Sao vậy? Lên lầu. Lên lầu. Sau đó trong đội hỏi tội. Sư phụ lo lắng nên bị trúng gió. Chuyện này của lão Lương ai cũng không dễ chịu. Vì vậy cậu vẫn luôn đi theo vụ án này. Lần này thời gian phát trực tiếp vừa xuất hiện, cậu liền đến Giang Hải. Sư phụ tôi cả đời vì sự nghiệp, không thể vì sai lầm của tôi để ông ấy kết thúc nghề cảnh sát của bản thân bởi cách này. Cậu nói vì sư phụ cậu hay là vì bản thân cậu? Phó đội, tìm Trần Mặc. Là hắn.